chào các bạn đã quay trở lại với Gặp Nhau Cuối Ngày. Và ngày hôm nay 18 tháng 4, ngay bây giờ thì hãy cùng xem ngày hôm nay sẽ mang đến cho các bạn những tin tức hot và nổi bật gì nhé. Tại Hải Phòng thì một nhóm tà đạo họ đang hoạt động và truyền đạo lén lút, và hiện tại việc này đang gây xôn xao dư luận. Nhóm tà đạo này thì hoạt động dưới cái tên là Hội Thánh của Đức Chúa Trời và hoạt động từ năm 2015. Họ truyền bá cũng như là lôi kéo người tham gia bằng cách là thôi miên người nghe khi giảng đạo, và đặc biệt là cho họ uống một thứ nước màu đỏ không rõ là thứ nước gì. Nhưng một khi mà đã uống thứ nước này vào thì chắc chắn là những người tham gia sẽ đi theo hội nhóm này và nghe theo những lời sai bảo của họ. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về sự việc này nhé. Đây được cho là một vụ tà đạo kinh hoàng tại Hải Phòng và đang được những người may mắn không trở thành nạn nhân của hội nhóm này kể lại, và đã được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi nhằm cảnh báo cho người dân biết để tránh và có thể tự bảo vệ bản thân mình. Câu chuyện này thì được một nữ sinh viên sinh năm 1996 tại Thủy Nguyên, Hải Phòng kể lại. Bạn này thì đã được một nhóm sinh viên lạ tiếp cận khi đang học tại trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh trong một lần đi chơi cùng với một nhóm bạn ở công viên Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Ninh. Nhóm người này hầu hết đều là sinh viên và trong đó thì có cả những người khoảng 30 tuổi nữa. Và sau đó thì nhóm người này mới bắt đầu chia sẻ và tuyên truyền về tổ chức có mang tên là Hội Thánh của Đức Chúa Trời, và họ tuyên truyền rằng mọi người đều do Chúa Trời sinh ra. Họ sống hay chết thì đều do Chúa Trời quyết định, và nếu ai theo hội này thì sẽ được Chúa Trời che chở và gặp nhiều may mắn. Sau đó thì họ có mời nhóm bạn này đến một ngôi nhà nơi mà họ thường tụ tập để ăn uống, ăn những đồ ăn do họ tự làm ra, và đặc biệt là họ còn mời nhóm bạn này uống một loại nước màu đỏ và nói là nếu như uống loại nước này thì sẽ được Chúa Trời che chở và gặp nhiều may mắn. Tuy nhiên thì vì thấy lạ nên bạn nữ sinh viên này đã không uống và tìm cách từ chối khéo và cũng không dám ăn những đồ ăn do họ làm. Trong khi đó thì một số những người bạn khác đi cùng đã không ngần ngại ăn uống, và kể từ đó thì không hiểu sao những người này thì nhanh chóng nhập cuộc với nhóm tà đạo trên và trở thành những tín đồ ngoan đạo và làm theo những gì mà họ sai khiến. Và được biết là hiện tại những người tham gia ăn uống những thức ăn và đặc biệt là thứ nước màu đỏ kia thì họ đã bỏ bê học hành, mặt mày bơ phờ, mắt lờ đờ như là kẻ mất trí. Và hàng ngày thì họ còn hay ngồi một mình lẩn thẩn, buổi tối thì thường ra công viên lượn lờ. Trong những buổi giảng đạo thì những người này họ thường nhìn chằm chằm vào mắt những người đến tham dự như một cách thôi miên, và đặc biệt là khi đã uống thứ nước màu đỏ kia rồi thì chắc chắn sẽ trở thành người của họ. Và được biết thì hiện tại là nhóm tà đạo này có khoảng 10 người và hầu hết thì đều là những người nói giọng miền Nam. Và sau khi vụ việc này được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội thì các cơ quan chức năng tại Hải Phòng đã vào cuộc và cũng như là thu thập tài liệu chứng cứ để truy tìm tung tích của nhóm tà đạo trên để có những biện pháp ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên thì có vẻ như là sau khi phát hiện ra sự việc đã được chia sẻ rộng rãi và các cơ quan chức năng vào cuộc thì nhóm tà đạo trái phép này lại tìm cách để lánh sang những khu vực khác để ở ẩn. Tin tức tiếp theo đó chính là bác sĩ Chiêm Quốc Thái vừa mới kể lại sự việc bị truy sát tại Sài Gòn khiến cho cơ thể có rất nhiều vết thương do bị chém. Và bác sĩ Thái thì cũng cho biết thêm rằng vụ việc này có liên quan đến việc tranh chấp tài sản sau ly hôn cùng với vợ cũ. Bác sĩ Chiêm Quốc Thái hiện tại đang là giám đốc của Bệnh viện Thẩm mỹ Việt Mỹ đặt tại đường Nguyễn Trãi thuộc phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, và cũng từng là người có liên quan đến câu chuyện tình cảm với nhiều mỹ nhân Việt, ví dụ như là Angela Phương Trinh hay gần đây nhất là Hoa hậu Kỳ Duyên. Theo bác sĩ Chiêm Quốc Thái kể lại thì vào tối ngày 28 tháng 3, anh cùng một số người bạn đến ăn đêm tại một nhà hàng ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, và sau khi bữa ăn kết thúc thì anh này khi vừa bước ra khỏi nhà hàng để chuẩn bị lên ô tô thì bất ngờ có một nhóm người 4 thanh niên đi xe gắn máy ập đến. Hai thanh niên ngồi sau đã bước xuống áp sát và rút hung khí ra, xông đến đâm chém rất nhiều nhát vào người anh. Và ngay sau đó thì bác sĩ Chiêm Quốc Thái đã được đưa đến bệnh viện gần nhất để băng bó vết thương. Cũng theo bác sĩ Chiêm Quốc Thái thì thương tích ở vai của anh khá sâu và dài, phải khâu đến 20 mũi, còn lại thì có rất nhiều những vết chém khác nhưng không gây ra thương tích quá lớn. Hiện tại thì phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh đang vào cuộc để điều tra và làm rõ cũng như là truy bắt đối tượng chủ mưu trong vụ bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị truy sát dẫn tới thương tích này. Và cũng theo như bác sĩ Thái đặt nghi vấn về nguyên nhân vụ truy sát này thì có thể là có liên quan đến vụ tranh chấp sau ly hôn với người vợ cũ. Vụ tranh chấp tài sản giữa anh và vợ cũ vẫn kéo dài và hiện tại vẫn chưa giải quyết xong. Sáng ngày hôm qua 17 tháng 4 thì rất nhiều người dân xung quanh khu vực Hồ Gươm đã bất ngờ phát hiện ra là nước hồ đột ngột chuyển sang màu xanh lam rất kỳ lạ và khác thường, và khiến cho rất nhiều người họ đã đặt ra nghi vấn rằng nước hồ đang bị nhiễm tảo độc. Vào sáng ngày 17 tháng 4 thì người dân và du khách bất ngờ phát hiện mặt Hồ Gươm có hiện tượng nước chuyển sang màu xanh lam một cách khác thường, và màu xanh này thì chỉ xuất hiện ở ven hồ và nhiều nhất là ở khu vực đường Đinh Tiên Hoàng và Hàng Khay. Bình thường thì nước tại Hồ Gươm cũng khá xanh vì ở đây thì có chứa một loại tảo lục, tảo xanh và cũng là loại đặc trưng hiếm nơi nào có được. Và theo như giáo sư tiến sĩ khoa học Dương Đức Tiến cho biết, tảo độc tại nơi này xuất hiện có thể do nhiều yếu tố và trong đó thì có cả yếu tố thay đổi thời tiết bất thường. Qua tìm hiểu thì giáo sư tiến sĩ Dương Đức Tiến đã xác nhận đây là một hiện tượng tảo
tảo nở hoa, một hiện tượng tự nhiên trong sinh học. Đây là loại tảo lam lục hay còn gọi là rong lam do vi khuẩn lam gây nên. Tảo lam lục này thì là một loại tảo độc và chúng hô hấp và thải ra khí CO2, khiến cho nước thiếu O2 và gây nguy hại đến những loại sinh vật khác sống ở dưới nước. Nhận được thông tin này thì các nhân viên môi trường thuộc công ty cấp thoát nước họ đã có mặt kịp thời để xử lý cũng như là thu gom toàn bộ những mảng tảo xanh trên mặt nước. Cho đến sáng ngày hôm nay 18 tháng 4 thì toàn bộ số tảo này đã được lực lượng công nhân thu gom và trả lại mặt nước xanh tự nhiên cho Hồ Gươm. Phòng Cảnh sát Môi trường và Công an tỉnh Đắk Nông vừa mới cho biết, đơn vị này thì vừa mới cùng với các cơ quan chức năng vừa mới bắt quả tang một cơ sở sản xuất cà phê bẩn đã nhuộm cà phê với bột màu đen của cục pin, cực kỳ độc hại và nguy hiểm cho người sử dụng. Cơ quan điều tra đã tiến hành lập biên bản niêm phong kho sản xuất cà phê của bà Nguyễn Thị Loan tại tỉnh Đắk Nông, gồm 15 tấn phế phẩm cà phê được ngâm và tẩm bột màu đen, 500 kg vỏ cà phê và cà phê nát, 35 kg pin cùng loại và 10 kg dung dịch màu đen. Ngoài ra thì quá trình kiểm tra, cơ quan còn phát hiện ra trong kho của nhà bà Loan có khoảng 8 tấn phế phẩm cà phê và trong số này thì đã có một số được chủ cơ sở cho nhuộm, trộn lẫn vào những dung dịch màu đen khác. Chủ cơ sở đã thừa nhận chỉ tính riêng từ đầu năm 2018 cho đến nay thì cơ sở sản xuất của bà đã sản xuất ra thị trường khoảng hơn 3 tấn cà phê bẩn và đã được nhuộm đen bằng pin con ó như trên. Và bước đầu thì chủ cơ sở đã khai nhận hành vi đến các đại lý thu mua cà phê phế phẩm các loại và phế phẩm vỏ cà phê vụn và sau đó thì thu mua các cục pin về đập dập và dùng lõi của cục pin để hòa với nước rồi sau đó trộn và nhuộm với cà phê đóng gói bán ra thị trường. Vào khoảng 22 giờ đêm ngày hôm qua 17 tháng 4 theo giờ Việt Nam thì một chiếc máy bay của hãng hàng không Mỹ đã bất ngờ nổ tung động cơ trên trời và khiến cho hành khách là gần như bị hút ra ngoài không trung, và sự việc xảy ra thì đã khiến cho một người phụ nữ thiệt mạng và 7 người khác bị thương. Tai nạn xảy ra khi chiếc Boeing 737-700 chở theo 143 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn đang trên đường từ sân bay tại New York đến Dallas, Texas. Và theo BBC, thì máy bay chở khách mang số hiệu 1380 của hãng hàng không Mỹ Southwest Airlines đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống Philadelphia vào lúc 22 giờ 30 theo giờ Việt Nam vào ngày hôm qua 17 tháng 4, sau khi cửa sổ, phần thân và các cánh của máy bay bị hư hại trong sự cố. Các nhân chứng đã kể lại khi mà máy bay đang ở giữa không trung thì một động cơ ở bên trái đột nhiên phát nổ và làm vỡ nát một phần cửa kính và gây ra giảm áp trên cabin và đã khiến cho một người phụ nữ gần như là bị hút ra khỏi máy bay qua lỗ thủng này. Nhưng mà may mắn là đã được các hành khách và các thành viên trong phi hành đoàn kéo lại và giữ nữ hành khách này ở lại trên máy bay. Và trong vụ tai nạn trên thì đã khiến cho một người phụ nữ người Mexico thiệt mạng và 7 người khác được chữa trị ngay tại chỗ vì các vết thương nhẹ. Và được biết là động cơ gặp sự cố này là mẫu CFM56 được dùng rất phổ biến trong các máy bay chuyên chở thương mại. Và ngay sau đó thì hãng hàng không Southwest Airlines này đã tuyên bố chia buồn với tất cả những người bị ảnh hưởng vì thảm kịch vừa qua. Các bạn thân mến, và tin tức vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gặp nhau cuối ngày hôm nay 18 tháng 4. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, còn bây giờ thì xin chào và chúc các bạn ngủ ngon nhé.